chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới chủ nhật luôn luôn vui vẻ, may mắn và mọi việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi nhé. Thưa bà con, trong tuần qua thì giá cà phê dao động trong đó mức là từ 64.000 cho đến 66.500 đồng trên ký nha. Giá cà phê này là giữ mức tuần, không có thay đổi, tăng giảm nhiều nhé. Hy vọng trong tuần mới và thời gian tới thì giá cà phê luôn luôn giữ mức cao cho bà con, cho mọi người nông dân làm cà phê hưng khởi và vui vẻ nha. Thưa bà con, hôm nay ngày chủ nhật mình đã vào sự quay trở lại của giá cà phê, giá tiêu tại các địa phương, các tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật sẽ thị được rồi ra sao bà con nha. Mong bà con, mong mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình, cái đài của Hào. Thì bà con nào đã đầu tiên xem kênh mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký miễn phí mọi người nha. Sau đây là Hào mời bà con, mọi người theo mình theo dõi bản giá ngày hôm nay ngày chủ nhật nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhật tiêu sáng hôm nay ngày chủ nhật tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.